đã mua gần 17 triệu đất. Đến ngày hôm nay là nó gần hết con đường rồi, từ đây tới cuối con đường. Thì cái mảnh đất này con mới mua 100 mấy acre khoảng mấy tháng. Thì hôm nay chủ yếu là mấy bác dặn đất để mà, và đồng thời con chưa bao giờ tuyên bố với tất cả mọi người hôm nay có bao nhiêu ông chính, bao nhiêu mấy bác ngồi đây. Con sẽ cuộc đời của con tiền dành dụm lâu nay mấy chục triệu. Con tặng mảnh đất 500 acre này, 500 mẫu này lại cho 100 triệu. 100 triệu dân Việt Nam, 100 họ người Việt hải ngoại và quốc nội, ai có duyên đến đây. Thì đồng thời hôm nay lời của ông nói, mấy bác có cần đến đây để sinh hoạt hay làm tiệc cưới hay là hội họp gì cứ tự nhiên. Mảnh đất này nó có 6 nguồn nước mineral, mấy bác không có cần mua nước ở ngoài, ở đây là xách xe tới là đổ. Và ở đây có đường đi lội lên núi, thì đó là cái ý bữa nay con tặng. Đây là lời tuyên bố tất cả họ Ngôn con đã để trong di chúc, mỗi đứa con đã có phần hết rồi, phần này là phần của 100 họ người Việt. Thì sau này những đời con đời cháu, những thế hệ trẻ trong tương lai sẽ có một nơi để mà về những lễ Tết Trung Thu. Thường Trung Thu Tết tụi con cũng hay tổ chức ở đây, thì con cũng mời mấy bác vài tuần nữa ai rảnh thì cứ tới, tụi con sẽ tổ chức hội chợ Tết đây. Và những cái buổi lễ như Trung Thu cũng vậy. Dạ, khi con phát tâm mà để mua đất này, con tới nguyện tại đất là phải có chủ giữ đất. Nếu không á, cái số lượng người Việt mình ở đây rất là ít, thì mỗi một ngày nó sẽ mai một. Và khi con ra đi 10 năm, 20 năm, 100 năm sau, mình có thể bị người Mỹ ăn hiếp. Cho nên con có ý định xây ngay chỗ này hoặc là tuốt ở trong kia một cái khu khoảng 1-2 nghìn để cho mấy người lớn tuổi mà lôn thơm con nuôi hết vô là không đồng. Thì con vẫn tiếp tục có ý định đó khi mà giấy tờ hợp thức. Tại vì con thấy những bác mà ở những tiểu bang tuyết mà muốn về Cali rồi phải ở chung với con cháu, nó không có tôn trọng, rất là buồn. Và đồng thời nắng ấm Cali có tình người, có Phật, có Chúa, có cộng đồng, có phở ở đây. Thì cái đó con vẫn tiếp tục tiến hành, nhưng mà con không biết thời gian bao lâu con làm được. Một cái chung cư rất là lớn, khoảng 1.000 người, thì phải có người Việt. Thì con cháu của những người, của mấy bác ở trong khu này sẽ vô. Thì từ đó con mới đúng tròn cái ý nguyện, mới giữ được 500 mẫu đất này. Nếu mình không có người của mình rất khó giữ đất. Khi con ra đi, hôm nay con còn đứng đây, thì con là người chịu xào. Nhưng mà đâu có biết thời gian sau, những thế hệ mấy đứa đệ tử nó không có biết rồi, người Mỹ sẽ từ từ lấn ép chúng ta để mà lấy đất trở lại. Rất là khó mua cái này. Mấy bác con không có nói kể công ở đây, nhưng mà những người Mỹ ở đây họ rất là kỳ thị. Mua từ Chevron cho tới Thiên Long Sơn, ở đây là Thiên Long Phổ, Trang Lê. Thì thôi, con có mấy lời đó, là hôm nay con tuyên bố là một điều là con tặng mảnh đất 500 mẫu này cho cộng đồng Bắc Cali, Nam Cali. Và đồng thời mong mấy bác gán thắng nguyện cho con tròn ý nguyện. Tại vì mình mới được có nửa phần thôi, cái phần còn lại mình phải mang người của mình vô ở thì mình mới giữ lâu dài được. Thì phần còn lại thì để coi ở trên sắp xếp làm sao. Ok, trả lại có họ đừng có nói chuyện nhiều, chống cộng quá. Con nghe chống cộng biết con cũng chán. À, còn cộng sản nó đổ hay không á, người tính không bằng trời tính, tránh lúc nào cũng sẽ thắng, ta không bao giờ thắng. Ok, mấy cái đó mình nói buổi khác thì hôm nay cứ vui. Rồi mấy bác cứ ăn uống vui vẻ nha, con cảm ơn mấy bác ghé thăm con. Cảm ơn Ngô Tuấn Kiệt. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là bây giờ là...